Xin chào các bác nha. Hôm nay em có mẫu trâu mới. Mẫu trâu này rất đẹp luôn. Chiều rộng là 30 các bác nha. Rất là đẹp. Các bác nào có ưng ý cái sản phẩm này, mẫu trâu này bên em làm số lượng nhiều các bác nhé. Các bác ưng ý các bác cho em xin số điện thoại và địa chỉ để em tư vấn cụ thể cho các bác. Mẫu rất là đẹp. Trâu rất là có hồn rồi các bác. Các bác nào tuổi trâu hay là sở thích chơi tượng trâu hoặc là làm quà tặng biếu sếp thì hãy liên hệ đến em các bác nhé. Và các bác để lại số điện thoại ạ để em tư vấn cụ thể cho các bác. Rất là đẹp luôn các bác.